đặc biệt, có quà đặc biệt, trao quà. Em bây giờ là kiểu như món quà này còn y nguyên, chị Hằng đưa sao còn y nguyên rồi nè, đâu cái tên đó của kiện khen y chang còn nguyên. Đây món quà. Chuyện may mắn, chuyện may mắn. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị Hằng. Chị Hằng ơi, chị Hằng ơi. Chỗ đó một tay chỗ ba là rồi đó chị. Ồ. Vô quá nè. Nó tay để không cảm đèo đó. Anh cho chị Hằng vào đi anh. Ủa giống như là đeo mẹ chồng quá ha. Chào cha lại của hồi môn nha mọi người. Của hồi môn nha. Cười Duyên ơi, cười Duyên ơi, cười. Đeo cái này nữa ha anh ha. Ủa cái này đeo sao không, nó có cái móc. Thôi cầm cái này đi em. Em ơi. Rồi. Dạ. Tặng bông nữa. Dạ tặng bông nữa. Chị Hằng qua đây em bên đây. Đây bông nữa. Rồi cho xin đây luôn hai nơi. Dạ. Rồi mọi người đây luôn nha. 1, 2, 3. Rồi cho cái cổng nha mọi người. Đây luôn. Duyên ơi, Duyên ơi đây luôn rồi, nhìn anh nè. Dạ. Duyên ơi. Dạ ok. Cảm ơn mọi người. Chị Hằng ơi. Hằng ơi. Chị Hằng ơi. Đây đây hai đứa. Cảm ơn mọi người. Trời ơi, điện thoại kìa. Trời ơi, lâu lắm rồi mình thấy đèn nháy nháy vậy á. Vui quá à. Trời hạnh phúc quá à mọi người ơi. Hạnh phúc quá à, tổ